Rồi em à, chào tất cả các bác nhá. Hôm nay thì em à, có việc đi uống rượu ở trên kia. Thì à, đi qua cái khu vực dưới này là em à, cũng chuẩn bị một số đồ nghề để em bắt cái tổ ong mật ở dưới này. Tại vì là trước là em đã đi săn và phát hiện ra cái tổ ong mật ở dưới này rồi. Thì hôm nay có việc đi thì à, em cũng chuẩn bị đồ đi luôn. Tại đây là ong soi hay sao ấy. Đây, nó đang à, bù người em. Và đồ của em là khi đi là em vứt ở đây. Còn không? À vẫn còn. Bây giờ à, em sẽ xuống bắt. Ui dồi ôi, trơn thế. Hay là mình xây rượu đây. Chỗ này là hơi rậm rạp nhá. Rậm rạp khó đi phết. Nhưng mà đi qua được chỗ này nó lại dễ nhỉ. Tổ ong này hôm trước là mình đi săn á, là thấy nó cũng khả năng là sẽ bắt được. Cho nên là hôm nay mình mới chuẩn bị đồ nghề lên mình bắt. Chỗ này là cái gọi là đất đá người ta làm đường nó rơi xuống, nó thành cái đỗ lỗ hổng ấy. Thành ra là ong nó rất thích. À đây. Đây, ui bầy đồng ấy. Vẫn bầy đồng lắm mọi người ạ. Tổ này á, mình nghĩ là chắc là đông quân. Khả năng đông quân mọi người ạ. À, chỗ này nó cũng khó đi luôn ấy, khá là khó đi mọi người ạ. Hôm trước là đợi lại một chút, vứt đồ đấy cho. Đầu tiên là mình sẽ mở thùng cái mở mở cái cửa tổ ong ra chứ. Sau đấy là tí nữa khả năng sẽ phải đốt những cái đuốc này để hun khói. Đây nha, cửa tổ ong đây mọi người. Đây là những cái hòn đá mà mình chèn vào hôm trước ấy. Đây. Nhìn thấy tổ ong luôn rồi mọi người ạ. Nhưng mà camera không thể nhìn được. Chỗ này có cái gai nhiều lắm. Có thủ sẵn một cái liềm rồi. Cái liềm huyền thoại của mình rồi. Đây nó tạo thành những cái hốc như thế này này. Ong rất là thích mọi người ạ. Ong mật nó cứ có chỗ nào nó hốc là nó vào nó ở thôi. Liềm này là chuyên dùng để bắt ong cho nên là không quan tâm tới cái việc là nó bé này là không nữa. Cho nên là cứ dùng nó múc đất ra, múc đá ra mà ầm ra mọi người ạ. Chỗ này á, sao chỗ này nó cứ sập xuống thế này nhỉ? Bánh tổ đây rồi. Bây giờ phải lấy cái hòn đá này ra. Trước khi lấy hòn đá này ra phải dọn dẹp bên trên đó. Hòn đá này to lắm. Lấy ra sợ nó bị sập. Sập đúng vào cái tổ ong đấy mọi người ạ. Ui dồi đúng rồi. Tổ ong nó dính vào đây luôn. Xem nào, hòn này có ra được không? À, hòn này ra được này. À, đâu rồi? Nó mùi rượu ấy. Bị hai phát luôn. Rồi, bây giờ phải đốt lửa đấy mọi người ạ. Mình có đi mua một cái bật lửa rồi, thủ sẵn rồi. Cái trường hợp này nó hơi bị nguy hiểm ấy.
Đây, đốt luôn cái chỗ này lên. Nó giữ thì đốt luôn chứ. Đó, cháy luôn mọi người. Chỗ này nó khô lắm, dễ cháy lắm. Đây này, cháy luôn này. Đó, ghê chưa? Tạo tí khói. Ôi dồi, cháy to đấy. Cháy to luôn mọi người ạ. Đổ bánh tổ rồi. Ok, chắc là được rồi. Bây giờ lấy ra xem nào. Nhiều mật. Mật nhiều lắm mọi người ạ. Chỗ này khó lấy ra này. Đây nó dính luôn vào đây. Cái tổ ong mọi người. Mọi người nhìn đây. Ăn đã đời luôn hôm nay ấy. Quan trọng là có bắt được quân không. Ủa? Chỗ này dập mãi nó không tắt này mọi người. Đừng có sập, đừng có sập. Xem nào, đồ của mình có cái túi không. Trời ơi, không có túi. Hai cái bao. Không có túi mọi người ạ. Hello hello. Đây mọi người xem. Nhìn mật nó đã thật. Làm vài miếng đã nhá. Đàn này đông nhưng có vẻ là rất sâu luôn. Tầng bánh nhộng này khả năng là để đi nuôi rất tuyệt vời luôn. Dùng nhiều gai thế. Rồi, cho vào đây nhá. Thôi biết làm sao được, không mang túi. Cho vào đây nhá mọi người. Rồi. Một tầng đầu tiên. Xây rượu như thế này mà bắt ong thì đúng là phê rồi. Ui. Mình không thể tin được là ong mật nó có nhiều mật như thế này rồi mọi người ạ. Với cái thời tiết này nó lạnh ấy. Ở chỗ này nó bị xước này. Thời tiết lạnh như thế này mà có vẻ như là không thể bắt được rồi. Mọi người nhìn có thể đoán được là không thể bắt ong chúa nhá mọi người. Đây, chỗ này có ong đực. Ong đực, ong đực. Đây. Toàn ong đực không à. Chiến lợi phẩm là hai cái tầng này rồi. Quan trọng bây giờ là bắt cuôn.
Mà quân thì đây mọi người xem nó chui vào trong này này, rất là ghê luôn. Ui nhiều mật lắm, ngon thật đấy. Thôi làm luôn nhé mọi người. Bây giờ nếu mà mình đại lại là nó sẽ ở bình thường. Nếu mà mình lấy hết nhộng là nó sẽ bay đi. Khả năng mình sẽ đại lại thôi. Mọi người cũng biết rồi đấy. Ong mà nó đi vào như thế này rất khó để mà bắt quân. Trừ khi là mình đào ra hết. Nhưng mà cái chỗ này mọi người xem này. Chỗ này mà đào ra hết thì nói chung là cũng hết cả một buổi rồi. Bây giờ mình lại xây rượu nữa. Rồi, mình sẽ đậy lại để cho nó làm tiếp. Sau này mình lấy về mình lấy mật, coi như là nó ở trong thùng mình rồi, có gì đâu. Đậy lại nha. Ui đây, quần nó có ở khắp nơi luôn. Đậy lại cái này chắc cũng đơn giản. Ui. Ai chà. Ui dồi. Ok nhá mọi người nhá. Coi như là xong nhá. Lại lại một tí nữa là được. Chung quy lại là hôm nay quá lười. Thôi khỏi bắt nữa mọi người nhá. Hôm nay mình lười quá. Không phải lười, say rượu rồi, hôm nay say rượu rồi. Mấy hôm nữa mình rảnh đào hết ra. Ong nó vẫn ở thôi. Chỗ này á, lúc mà ong nó nhiều mật thì phải nói là vô đối luôn. Nguồn mật nó dồi dào. Mọi người xem, đến cái mùa này mà nó còn như thế này thì mùa kia nó phải đầy. Đầy hết luôn. Rồi, ok chưa? Bây giờ mình chỉ có thể xử lý hết chỗ này xong là mình về thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha.